Hello mấy ông nha. Lấy là mở hộp Luffy. Luffy G5 DXF theo yêu cầu của anh em. Ok mua luôn. Định mua mà có ông kia bắt. Có thêm đế Mika nữa. Con này bây giờ là hình như là tôi thấy là nó giá là 500.000. Bây giờ mua thêm đế Mika nữa là tầm 600.000. Đó. Tôi không biết chỗ khác bán bao nhiêu, tôi chỉ coi giá là sơ sơ vậy thôi. Còn tôi mua con này là 400.000 bao gồm đế Mika, chủ cũ, hàng này là hàng hai hen. Không còn siêu nữa, bát lại và có thêm đế Mika luôn. Tôi tiết kiệm được đâu đó tầm 200.000. Nói chung cũng hơn. Lúc đầu tôi đang định để là nó giảm giá 300 mấy tôi mới mua đó. Do thấy ông kia bát rẻ quá. Tôi mua luôn 400 rồi cũng được. Ba đế Mika rồi cũng ngon lành tình nào luôn. Cái hộp thì nói chung không có gì đặc biệt đâu, đẹp thôi. Hộp hơi bự hơn so với mấy con bình thường, do là chi tiết của con này nó khá là gồm ghề, có mấy cái hiệu ứng nè, nên nó làm hộp bự hơn để đóng gói cho nó cẩn thận tí. Đây là cái đế Mika của chủ cũ đây, có in The Grand Line Series Luffy G5 Monkey D. Luffy, rất đẹp, gắn vào. Bây giờ gắn trước cái đế Mika lại đây nha. Rồi nó làm cái này không phải là màu trắng mà kiểu như xanh xanh á, anh em thấy không? Thấy nó hơi xanh xanh, kiểu đục đục xanh xanh mà cũng không có trong, nó làm đục luôn á anh em ạ. Biết mà tôi quên cái từ miêu tả luôn đó thiệt. Rồi gắn cái khớp này, khớp này nói chung là nó lỏng lắm anh em ơi, hơi thất vọng một chút bởi vì khớp khá lỏng. Gắn thì có chỗ này gắn nè. Đó, gắn vào. Cầm tia sét. Đế đế cơ, đế zin của nó thì khá là bự. Ông nào dư tiền như muốn thêm đẹp thẩm mỹ hơn thì chơi thôi. Còn không thì chơi đế zin. Nó đứng vậy nè. Con này thì nó hơi khớp nó lỏng, nhìn cái hiệu ứng may thấy không? Hay hở khớp không? Gắn vô thì nhiều khi nó lại hở bên đây đó. Chán đời chưa? Đợt đó mới đẩy vô một cái nó vậy rồi đó. Đợt này nói chung là nó làm gườm gà quá, thà vậy nó gắn luôn ban đầu luôn, thà nó thành một chi tiết nguyên khối luôn á, chứ gắn kiểu này nó bị lỏng lỏng, nó làm cho người chơi có trải nghiệm không được tốt mà. Chơi nó không được ngon cho lắm. 400.000 nếu mà bỏ ra mua mấy con cũ cũ hơn King of Baptist chơi thì ngon. Con này con cái gọt Baptist G5 tôi mua 420. Con này 400. Mà con kia gọt Baptist còn ngon hơn con này gấp ngàn lần, đẹp hơn, bự hơn, chi tiết ok hơn. Con này chi tiết bình thường, cái may này làm nói chung là cũng ổn, nó không được đẹp. Ngoài ra màu trắng nó dễ lem sơn, có mấy chi tiết nó bị lem trên áo nè, dòm phần áo với cái tay nó bị lem nè. Tóc nó cũng bị dơ một chút nữa, do tóc là nó có nhựa thừa nữa đó nha. Anh em biết nhựa thừa không? Nhìn tóc nó kiểu nó không gọn nè, thừa thừa ra nè, thấy không? Nó không được đẹp, nó bị lem dơ, đó, màu trắng mà. Con này thì nên để yên thôi, chứ cầm nhúc nhích thôi nó đã lỏng rồi. Quần áo sơn đẹp, nói chung cũng tạm ổn thôi. Chi tiết tia sét màu xanh thì nó làm đục đục nè. Trong cũng không trong mà kiểu nó đục, nó màu vàng vàng. Tia sét nó làm màu, nói chung màu này tôi không thích cái màu tia sét với cái màu khói xung quanh Luffy. Màu quần áo thì tạm ổn được đó, nó cũng không gọi là trắng lắm, nón chi tiết nó không đẹp. Bây giờ tôi sẽ gắn nó vô cho anh em coi thử nha. Khớp ngon, khớp giờ cái đế này gắn zin ngon nè. Tại một số cái đế Mika gắn vào nó hơi lỏng. Tại gắn vào nhìn nó đẹp hơn luôn. Nhìn anh em thấy đi, nhìn nó đẹp hơn hẳn luôn, nhìn thẩm mỹ luôn á. Khi mà mình nhìn đế để lên đây nó có in mấy cái dòng chữ, nhìn nó hay ho nè. Nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó gọn hơn thay vì chi tiết tốn đỡ đó. Mình có thể trưng được một con mô hình kế bên. Nếu mà mình trưng chung á, ví dụ nhé, đây nè, giờ để nó lên nè, trưng chung á thì này mình phải mất thêm một khúc chỗ ở đây. Đấy, cái diện cái giá của nó 100.000 mà đẹp, nó mới đụng cái hiệu ứng nó rơi ra.
Còn anh em muốn mua ở Việt Nam mình cũng có bán đến 10k, mà tôi thích mấy anh Trung Hoa mua hơn. Việt Nam làm không đẹp. Việt Nam làm không đẹp lắm. Việt Nam vẫn có được cái nó rẻ thôi. Rẻ thì rẻ nhưng mà tiện nào cũng ấy, tôi thích. Tôi cái nào đẹp mua vậy thôi. Rẻ mà đẹp thì mua đó, còn ai muốn tiết kiệm hơn thì mua đế của Việt Nam làm. Nhưng mà mấy anh Pháp sư Trung Hoa thì đẹp hơn. Rồi, ở để yên vậy đi. Rồi đánh giá con này là khớp là khá là tèo. Khớp thì lỏng. Chi tiết gọi là tạm ổn, con này chấm chấm 8 điểm thôi nha. 400.000 không đáng luôn. Con này nếu đúng giá hả? Nếu mà 1 năm sau mà giá nó có giảm còn 300 mấy thì anh em mua cũng được. Thì hợp lý. 400 đến 500 cho con này thì không được ok, tại do nó mới ra, nó hot. Luffy G5 mới ra nó hot. Giá nó cao, con nào cũng giá trên trời. Ichiban 1.3 triệu, 1.5 triệu. King of Practice 600-700. Battle Record là cũng 500 rồi. 400-500 gì đó. Đó là cũng đã mắc rồi. Đấy. Dài bữa thời gian tầm 5 nữa, 5-2 năm là nó giảm, anh em mua cũng được. Nhưng mà không biết anh em đợi được tới đó không thôi, hoặc là anh em có chơi mô hình tới đó không. Cá nhân tôi thì thấy con này đó đụng như mắc cười thật sự. Nên là tôi sẽ không khuyên khuyến khích anh em nên mua con này. Nếu anh em được thì anh em nên mua Luffy G5 King of Practice, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cực kỳ đẹp luôn. Tôi sẽ cho anh em coi nha. Đây, tôi sẽ lấy cho anh em coi. Đây anh em ơi, đây là hai con tôi mua cùng giá tiền 400-420, nhưng anh em có thể thấy là một trời và một vực luôn, anh em thấy không? Kia ngọc bá thế siêu đẹp luôn, siêu đỉnh, tạo hình rất đẹp. Nó làm mấy cái, anh em nhìn nó làm mấy cái mây xung quanh Luffy màu trắng không, cùng tông màu với quần áo của Luffy, thay do con này đế đếm nó làm không giống, làm không có đẹp bằng đó. Thêm cái đế này nữa, ai dư tiền đổ thêm cái đế mà resin của hãng Jackdo 1 triệu, gấp đôi mô hình luôn. Tôi thì tôi lỡ mua cái này rồi, nếu mà ban đầu tôi biết nó có là tôi không mua cái đế này, tôi lỡ mua cái đế này tới 130 lần. Nhưng mà thôi, đối với tôi vậy nó cũng đẹp rồi, đủ tiết kiệm chỗ rồi đó. Ok, thì anh em thấy thế nào hãy comment bên dưới nha. Có thể nếu thấy video này hay có thể ủng hộ mình, một được đăng ký, một được thích, một bình luận nha. Cảm ơn em nhiều, bye bye anh em.